nói hết mà. Cây bốn lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng mê hoặc phía sau thung lũng lãng quên. Các ngươi phải băng qua 12 ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào, nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng mê hoặc. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai tiếng nào. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng mê hoặc rộng bằng cả dân quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạc ngàn rừng rậm thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó? thì một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó hầu như không